Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng tình với quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống, hạn chế lây lan dịch bệnh. Kể từ khi ngành giáo dục Hưng Yên quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch nCoV, vợ chồng ông Vũ Văn Thiệu, thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ phải ở nhà trông cháu. Bố mẹ phải đi làm cả ngày nên mọi việc từ ăn uống, giữ gìn vệ sinh, sức khỏe đều dồn lên ông bà. So với cháu trước chưa đi học thì ông bà chắc ở nhà vẫn tranh thủ làm việc nội việc kia trong gia đình. Thế bây giờ các cháu ở nhà thì phải trông cho cháu hoàn toàn vì các cháu còn nhỏ. Học sinh được nghỉ nhưng bố mẹ vẫn làm việc bình thường. Điều này khiến rất nhiều phụ huynh gặp khó khăn khi sắp xếp công việc để trông con. Có gia đình chọn phương án đưa con về quê gửi ông bà. Gia đình khác lại luôn phiên nhau xin tạm nghỉ làm vì mục tiêu sức khỏe của con được đảm bảo. Dù vất vả, nhưng phụ huynh học sinh đều đồng tình và khẳng định quyết định cho học sinh tạm nghỉ học trong tình hình hiện tại là cần thiết. Mình ủng hộ trên cái quan điểm về cho học sinh nghỉ học. Ở nhà thì cái thứ nhất là được môi trường kín đáo, cái thứ hai là quan tâm được các cháu hơn. Tôi cũng rất ủng hộ trong thời gian nghỉ học này. Các cháu vừa đi học đến kiểu đông người, từ cái tiếp xúc từ người ngoài, từ bay không khí lại nhập vào cơ thể của mình nữa thì con mình lại bị, mình lại càng khổ hơn. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tùy diễn biến dịch bệnh mà thời gian nghỉ có thể kéo dài hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần chủ động sắp xếp công việc cho phù hợp, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng tránh cho con như đảm bảo vệ sinh, chế độ ăn uống hợp lý.